Bình an của Đức Giêsu. Giáng sinh với đêm an bình, mùa bình an, và người người chúc nhau Noel thanh bình như tiếng hát các thiên thần, bình an cho người thiện tâm dưới thế. Nhưng có thực mọi người đều khao khát an bình, tìm kiếm bình an? Vẫn biết bình an là đỉnh cao tuyệt vời của hạnh phúc và là ước mơ, lý tưởng của mọi người. Nhưng lý tưởng và ước mơ bình an ấy thường rất xa đời thường và thực tế sống. Bình an xa đời thường vì bình an không là sản phẩm một mình riêng lẻ, dễ mua, dễ bán. Không là sản phẩm riêng lẻ vì bình an là hoa trái của sự thật. Bình an không bao giờ đứng một mình, cũng không tự mọc lên, nhưng được thai nghén, nảy mầm, vun xới, lớn lên và sinh hoa kết trái nhờ sự thật. Thiếu sự thật, bình an tắt thở tức khắc, như con người thiếu khí thở. Người gian dối, lưu manh làm sao có được giấc ngủ bình an? Người mưu mô xảo quyệt làm sao có được một ngày an bình? Người xa lạ với sự thật của chính bản thân làm sao có được lương tâm thanh thản? Người bịp bộm lừa đảo làm sao có được một không gian tương quan vui vẻ, thân tình với người chung quanh? Trái lại, vắng bóng sự thật, người ta bất an, lo sợ, thiếu sự thật, tâm hồn rối loạn, từ chối sự thật, cuộc sống bất ổn, nặng nề, đe dọa. Không là sản phẩm riêng lẻ, vì bình an là kết quả của tình yêu quên mình. Thiếu sự thật, không có bình an đã đành, nhưng ngay cả có sự thật mà thiếu tình yêu quên mình vì người khác, bình an cũng không thể tồn tại. Nhiều người sống thành thật, không ăn gian nói dối, nhưng lại ích kỷ, chỉ biết mình mà không hề nghĩ đến ai. Họ cũng không có được bình an đích thực như hạnh phúc tuyệt vời. Bởi bình an, ngoài điều kiện ở trong sự thật, còn đòi ở trong tình yêu quên mình. Sở dĩ bình an đòi một tình yêu vị tha là vì bình an không là một trạng thái tĩnh, một hiện trạng không thay đổi. Nhưng bình an là một hướng tới tuyệt đối, một gặp gỡ vượt thời gian và không gian, một ra khỏi những gì hữu hình và có thể nắm bắt để đạt tới huyền nhiệm vô hình. Bình an đích thực không luôn hệ tại ở những gì đang có, đang nắm bắt, nhưng đóng chốt và được bảo kê ở những việc làm của tình yêu quên mình và thành quả của tình yêu hy sinh vì người khác. Bởi chỉ trong những thể hiện cụ thể của tình yêu vị tha, chủ thể mới cảm nghiệm và hiểu được hết ý nghĩa và giá trị của bình an. Nói cách khác, bình an là hạnh phúc đích thực chỉ dành cho những trái tim yêu thương con người. Bởi chỉ qua tình yêu nơi con người, bình an mới lớn được và đơm hoa kết trái. Đây chính là mầu nhiệm của bình an. Và vì là mầu nhiệm nên không mấy người đã có được bình an đích thực. Đó cũng là lý do Đức Giêsu đã khẳng định: Thầy ban bình an của Thầy cho chúng con, bình an mà thế gian không ban được. Thế gian không ban được vì bình an đòi những điều kiện mà thế gian không có, không thể đáp ứng. Bình an đòi sự thật, nhưng thế gian thích dối gian. Vì dối gian dễ thành công, móc ngoặc dễ làm giàu, tham nhũng dễ thành đại gia, dễ có biệt phủ, dễ có dinh cơ ở nước ngoài. Bình an đòi công bình, chính trực, nhưng trong cái thế gian chúng ta đang sống, gian từ trên xuống dưới, gian từ trong ra ngoài, gian từ già đến trẻ, gian từ thôn làng đến tỉnh thành, gian từ học đường đến sòng bạc, gian từ chuyện nhỏ đến việc lớn, gian từ chuyện phòng the vợ chồng đến việc quốc gia đại sự,
thì hỏi làm sao người công chính có số, có cửa để ra vào bình an và sống đời hạnh phúc. Sự thật đã vô phúc biến thành xa xỉ phẩm, hàng hiệu xách tay, động vật quý hiếm trong cái thế gian không phải ngày càng gian, nhưng là ngày càng quá gian này. Vì thế, bình an rất khó có thể chen chân tìm được chút đất để cắm dùi, hầu được tồn tại trong tâm hồn nhiều người. Bên cạnh đó, bình an đòi yêu thương tha nhân, thì thế gian nhận ra một điều trái ngược: yêu ai thì cũng chỉ là thiệt thòi, thương ai thì cũng chỉ lỗ vốn, giúp đỡ ai rồi cũng bị phản bội, vô ơn, nuôi ong tay áo. Thế nên tốt nhất và an toàn hơn cả là chẳng nên liều lĩnh yêu thương ai, chỉ yêu thương mình. Thế gian không thích yêu thương người khác vì cái thế gian ích kỷ ganh ghét này xếp người khác thành ba loại với ba kiểu cư xử khác tên nhưng cùng họ. Người thấp kém hơn thì khinh, người ngang cơ thì ghét, người vượt trội thì ganh. Cuối cùng, thế gian gồm toàn hỏa ngục là người khác. Bởi người khác ta không khinh thì cũng ghét, không ghét thì cũng ganh, nên chẳng bao giờ có bình an trong hỏa ngục. Vì hỏa ngục là tình trạng hoàn toàn vắng bóng yêu thương, đó là chưa kể bạo lực, hậu quả tất yếu của ganh ghét, ích kỷ không ngừng tiêu diệt phá hoại bình an. Cũng như kinh nghiệm của số đông sống trong thế gian này, bạo lực cũng được nhận là phương tiện hữu hiệu để thành công. Nếu hiểu thành công là có quyền lực để thống trị, nắm đầu nắm cổ, khống chế, sai phái người khác phục vụ, thỏa mãn nhu cầu cá nhân mình. Trong xã hội bạo lực, người ta không chỉ quen thuộc với bạo lực, nhưng còn tìm đến để thân thiện và sống bạo lực như một cách sống thức thời của người biết sống. Hơn nữa, vì bạo lực giúp người ta giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ nhiều việc, nên làm gì người ta cũng nghĩ ngay đến bạo lực như giải pháp tối ưu. Cũng thế, bạo lực giúp mau thăng quan tiến chức, nên đường tiến thân rất khó tránh khỏi việc sử dụng thủ đoạn bạo lực. Sau cùng, vì trong xã hội bạo lực, chỉ bạo lực mới bảo vệ hữu hiệu sự an toàn của bản thân, nên bạo lực nghiễm nhiên trở thành bùa hộ mệnh toàn năng của mọi người. Và theo logic này, thì giữa xã hội bạo lực, người chất phác, hiền lành trở thành mồi ngon cần phải nuốt, nên chẳng mấy ai dám sống khiêm nhu, hiền lành, nhân hậu. Bình an là hồng ân của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Có được bình an đích thực tận đáy sâu tâm hồn giữa một xã hội đầy gian dối, ích kỷ, ganh ghét, bạo lực là điều không tưởng. Bởi một lý do rất đơn giản: không ai có thể đảm bảo được bình an. Thực vậy, ở giữa bầy sói dữ, thì dù bạn có khao khát bình an đến đâu, thống thiết nài xin cho mình được bình an đến cỡ nào, thì bầy sói đói cũng không tha mạng bạn. Cũng vậy, nếu không có Đức Giêsu, Thiên Chúa là tình yêu, sự thật, thì chúng ta không thể sống, vì đời sống là hỏa ngục, mà hỏa ngục là sự chết. Hỏa ngục là sự chết bởi nơi đó chỉ còn dối trá, ganh ghét, hận thù, tiêu diệt. Sống hỏa ngục tất nhiên không thể được gọi là sống, bởi chính là sự chết, khi mục đích của đời sống con người là hạnh phúc không có. Chính vì con người cần được bình an như hạnh phúc để đời sống làm người có ý nghĩa, mà Đức Giêsu đã nhập thể, nhập thế làm người, hầu làm chứng cho sự thật và tình yêu là điều kiện không thể thiếu của bình an, hạnh phúc tuyệt vời của con người. Làm chứng sự thật về Thiên Chúa và về con người,
Đức Giêsu đã đến thế gian với bình an của sự thật trong đêm Giáng sinh. Tiếng hát các thiên thần mang tin vui cho nhân loại. Từ nay con người có đứng là ơn bình an bảo kê cho bình an của họ. Những người thiện tâm yêu mến sự thật, tìm kiếm sự thật không còn sợ bị thế gian nghiền nát, nuốt trững, nhưng đứng về phía Đức Giêsu, vua sự thật, đồng thời là vua bình an để được bình an đích thực và viên mãn, dù sự thật có làm họ phải lao đao, vất vả, khổ đau. Được đứng về phía Thiên Chúa của sự thật và bình an như Đức Giêsu đã hứa, chắc chắn chúng ta không sợ ai, sợ gì. Như Thánh Vịnh 27 quả quyết: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Làm chứng cho sự thật, Đức Giêsu còn đến làm chứng tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và tình yêu con người phải dành cho nhau. Vì thế Đức Giêsu không chỉ là đảm bảo của bình an mà là ơn bình an, hoa trái đích thực của tình yêu Ngài dành cho nhân loại khi hiến mạng sống trên thánh giá làm giá cứu chuộc mọi người. Thánh Gioan chỉ trong một đoạn ngắn gồm 10 câu, từ câu 19 đến 29, khi tường thuật Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại, đã nhắc đi nhắc lại đến 3 lần lời chúc bình an cho anh em của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Như thế, bình an chúng ta nhận được từ Đức Giêsu là bình an được nảy mầm, lớn lên, sinh hoa trái nhờ đất sự thật và nước tình yêu. Là sự thật và tình yêu, Đức Giêsu chính là sự sống bình an của tất cả những ai đi theo và nghe tiếng Ngài. Noel về, xin bình an cũng đến với mọi người, mọi nhà, dù bình an ngày càng bị nhiều người không có lòng ngay cấm cách, phá hoại, hủy diệt. Dù bình an ngày càng quý hiếm, khó tìm, khó gặp trong một xã hội ngập tràn bạo lực. Dù thân phận người hiền lành, yêu chuộng và xây dựng hòa bình không lúc nào bị khinh khi, tẩy chay, đe dọa bằng lúc này, khi xã hội thế gian không còn tin vào giá trị giải phóng của sự thật và sức mạnh đổi mới của tình yêu. Và để được ơn bình an của Thiên Chúa Giáng sinh ở cùng với tâm hồn đơn sơ, ngay thẳng, hiền lành, chúng ta xin được đứng hẳn về phía hài nhi Giêsu là tình yêu và sự thật cứu rỗi, là ơn an bình viên mãn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu ban cho con bình an. Chúa Giêsu ban cho con bình an. Đường đời mênh mông bước đi biết đâu, bên bờ dọc đường trong gai quấn thu giăng lối. Ngài là chân lý dẫn con bước đi trên đời, Chúa cho con nơi nghỉ ngơi. Giêsu khoan nhân địa cầu trông lo, lời người sáng soi vạn nẻo đường, xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, khấn ban ơn bình an.
Xin thương thứ tha